and I can see my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. This bittersweet
suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Kính thưa các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể cô dì, chú bác. Kính thưa hội hôn. Trải qua một thời gian tìm hiểu và yêu nhau của hai cháu Quang và Khánh, đến nay đã được sự nhất trí của hai bên gia đình và đã được sự đồng ý của chính quyền địa phương. Hai gia đình hôm nay là ngày lành tháng tốt, hai gia đình đã tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Tôi là chú của cháu Quang, được sự ủy quyền của gia đình Xuân Họ nhà trai, có cơ giàu cùng đoàn đại biểu nhà trai, cô dì chú bác xuống Xuân Họ nhà gái trước để trình báo gia tiên, sau đến các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể cô dì chú bác của Xuân Họ nhà gái. Và cũng như hai bên đã thống nhất là giờ đẹp là 9:15 là đoàn đại biểu nhà tôi xin được đón cháu Khánh trở về hôn trường cưới của nhà trai để tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Và trước khi những lời cho ban tổ chức, tôi không biết nói gì hơn. Tôi xin kính chúc sức khỏe tất cả các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác, anh chị em, bạn bè có mặt trong hôm trường cưới của nhà gái hôm nay ạ. Oh,
We'll be right back.
ủy quyền nhất trí của ông bà Xuân Trinh, tôi là bác của cháu Khánh, xin được đại diện cho nhà gái gửi lời kính chúc toàn thể, gửi lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất đến các cụ ông, cụ bà, quan viên hai họ cùng toàn thể những người có mặt trong hội trường ngày hôm nay. Kính thưa cụ ông, cụ bà, kính thưa các quý vị đại biểu, qua thời gian tìm hiểu yêu thương, hôm nay ngày lành tháng tốt, được sự nhất trí của hai bên gia đình ông bà Xuân Trinh và ông bà Chiến Tuyến, cũng như sự nhất trí của chính quyền địa phương, hôm nay chính thức cháu Khánh được về làm dâu con trong gia đình ông bà Chiến Tuyến. Tôi tin tưởng rằng với tình yêu thương của cháu Quang dành cho cháu Khánh, cũng như sự chăm sóc chỉ bảo tận tình của hai bên gia đình, cháu Khánh sẽ là dâu hiền của ông bà Chiến Tuyến và cháu Quang sẽ là rể thảo của ông bà Xuân Trinh. Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến phái đoàn họ nhà trai đã dành tình cảm cho phái đoàn họ nhà gái chúng tôi, lời sự đón tiếp nhiệt tình nhất. Một lần nữa tôi xin kính chúc cụ ông, cụ bà, quan viên hai họ lời chúc tốt đẹp, chúc cho hai đôi bạn trẻ trăm năm hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn. Dạ vâng, xin được các ông, các bà cùng toàn thể cô dì, chú bác. Trải qua một thời gian tìm hiểu và yêu nhau của hai cháu Quang và Khánh, đến nay đã được sự nhất trí của hai bên gia đình và cũng như đã được sự đồng ý của chính quyền địa phương. Hai gia đình hôm nay là ngày lành tháng tốt đã tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Tôi được sự ủy quyền của ông bà ông Chiến cùng đoàn đại biểu đi đón cháu Khánh về hội trường cưới nhà trai để tổ chức hôn lễ cho hai cháu. Và chúng tôi xuống sân họ nhà gái, đoàn đại biểu chúng tôi được đón tiếp rất nhiệt tình và tạo mọi điều kiện cho đoàn chúng tôi đón được cháu Khánh về để tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Kể từ giờ phút này trở đi, tôi xin nhận cháu Khánh là con dâu của ông bà Chiến Tuyến và là cháu của các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác, họ nhà trai chúng tôi. Và trước khi nhường lời cho ban tổ chức, tôi không biết nói gì hơn, tôi xin kính chúc sức khỏe và lời cảm ơn đến tất cả các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác đã bớt chút thời gian vàng ngọc đến dự buổi lễ thành hôn của hai cháu và chúc mừng trăm năm hạnh phúc cho hai cháu. Thank you.
chẳng thấy ngày tháng thương.
và cô rì chú bác cùng anh chị em con cháu các chú chít thân hữu gần xa của bốn họ đôi ngoại. Hôm nay chúng tôi rất vui mừng, tôi là anh của bà Được, là ba của cháu Quang, và tôi đại diện của họ tộc bên ngoại là xin gửi lời chúc các cháu mình hạnh phúc, chúc bốn họ nội ngoại phát triển toàn diện. Xin cảm ơn. Và tôi có lời thơ: hôm nay tôi bắt được tin mừng mời, tôi chúc gia đình Quang Khánh hôm nay trăm năm trọn nghĩa vẹn tình, xin trao đầu lòng đẹp mõ như tiên. Thế rồi Quang Khánh ngày ngày chung lòng chung sức ra tay xây đời hạnh phúc như hoa. Chúc mừng hồi hôn vui tươi, chúc toàn thể bốn họ đôi ngoại thân hữu gần xa bè bạn. Chưa bao giờ anh tên
feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Đối với cả riêng bản thân em và đối với cả anh Quang ạ, thì em luôn là một người em rất tuyệt vời. Một người bạn, một người em tuyệt vời. Và anh nghĩ là em cũng sẽ trở thành một người chồng tuyệt vời đối với Khánh. Nên là em hãy có vợ con rồi thì chăm sóc vợ con thật tốt em nhé. Chúc Quang với Khánh trăm năm hạnh phúc. Chúc anh chị trăm năm hạnh phúc và sớm có cháu cho em bé ạ. Anh Quang à, em gửi gắm bản thân của em cho anh. Mong anh hãy luôn yêu thương và chăm sóc bạn hết cuộc đời ạ.